Thì những cái địa điểm tâm linh như thế này nè, thì mình nghĩ là dân trên số đề á, người ta đến người ta xin hơi nhiều. Đây là cái sọ ông hổ thứ hai mình được biết. Cái sọ đầu tiên á mình đến á là ở trong đình Quế Sơn. Cái sọ này mình cảm nhận là cũng rất là nặng đó mọi người, chắc khoảng 2 kg, khoảng 2 kg mọi người. Quả trứng này chắc là dân sinh số đề người ta lại người ta sinh đó. Người ta sinh số 24 xong tại vì người ta tự đánh luôn nè. Kính thưa quý vị khán giả, xin chào mừng quý vị khán giả đến với video tiếp theo trên kênh của em. Thì em đang có mặt tại đình An Hiệp ở tỉnh Bến Tre. Thì theo sự chia sẻ của một số vị khán giả thì em được biết ngôi đình này có thờ một sọ của một vị ông hổ. Thì hôm nay em quyết định đến đây và em xin phép ghi hình lại chiếc sọ ông hổ này cho mọi người xem ha. Thì bây giờ xin mời mọi người cùng đi vào trong ngôi đình An Hiệp với em mọi người. Kính thưa quý vị, thì theo tìm hiểu á, thì sọ ông hổ được thờ ở đây nè mọi người, ở ngôi ngôi miếu này. Thì em có đi hỏi những người dân xung quanh ở đây á, có hỏi một chú là chú Tám, thì chú chia sẻ là ngày xưa ở khu vực này á thì còn rừng hoang hóa rất là nhiều. Thì chiếc sọ này khoảng hơn 100 năm rồi. Thì lúc đó thì cái xác á, xác của ông hổ rã ra thì người ta mới phát hiện cái sọ này, người ta mới đem về người ta phong phong thần lên rồi người ta thờ ở đây cho đến bây giờ. Thì lúc nãy em đến á, em đến em có thắp nhang ở đây trước, thắp nhang ở đây trước em xin phép là sẽ quay phim và sẽ chạm tay vào chiếc sọ này cho mọi người xem thử ha. Thì chiếc sọ này ở ngoài sẽ được phủ một cái lớp vải màu đỏ, một lớp vải đỏ ở trong là chiếc sọ ha. Bây giờ em xin phép em sẽ cầm lên cho mọi người xem ha. Nên em dở cái lớp vải ra nè mọi người. Mọi người ơi, đây có trứng nè, có một cái trứng người ta ghi là như gì nè: thành phố 24 ông hổ nay cho con gì ta, cho con trúng. Mình nghĩ là mọi người, những người ta sinh số đề á, người ta sẽ đến đây người ta sinh số của ông hổ nè mọi người, sẽ dùng trứng gà để sinh số nè. Cận cảnh cho mọi người xem ha. Mình cũng không không biết là có thật hay không, nhưng mà trên số đề người ta sinh thì nó có gì thôi, chắc người ta tự ghi á, mình cũng không biết, mình để lại. Còn đây là chiếc sọ của ông hổ. Sọ của ông hổ được để trên một chiếc dĩa, con xin phép con cầm lên nhau. Đây, kính thưa mọi người, đây là chiếc sọ của ông hổ nè mọi người. Cho mọi người xem cận cảnh luôn ha. Này, ở đây là phần mũi, hai bên đây là hai hốc mắt. Thì ở mình có mời một clip á, mình có quay một chiếc sọ ông hổ ở đình Quế Sơn. Thì chiếc sọ đó thì đồn á là cũng rất là linh á. Thì nếu mà mọi người có muốn xem lại á, thì lên kênh của mình nha. Này, đây là chiếc sọ ông hổ nè mọi người. Thì phía sau nè, em thấy phần phần này nói với phần cổ là láng láng, không biết có phải là bị vết cắt không thì cũng không biết. Ở bên trong hình như là đây chắc chứa là những khối ốc ngày xưa nè. Thì theo thời gian á, cái chiếc sọ này thì cũng có phần nào có bụi bặm với mối mọt cũng khá nhiều hết mọi người. Đây, ở trong thì có đóng những cái vết mối rồi. Thì theo chia sẻ của chú Tám á, thì chiếc sọ này chắc khoảng hơn 100 năm nữa mọi người. Thì ngày xưa ở khu vực này á, là chắc cũng còn
rừng hơi nhiều nên những hổ thì cũng còn ở đây rất là nhiều, thì cũng còn sót lại một cái chiếc sọ này thôi, nên những người ở trong làng á, người ta đem về người ta thờ. Mình quay rõ lại cái ngôi miếu thờ một xíu cho mọi người xem ha. Đây, đây là cái ngôi miếu thờ ông Hổ nè. Mình có thấy thờ tượng Quan Công, thần tài hổ địa. Ở đây có một bức tranh ông Hổ cũng khá là lớn đó mọi người. Thì cũng xin nhắc lại mọi người là lúc nãy trước khi mình xin phép mình lấy cái sọ ông Hổ ra, mình cũng có thắp nhang mình xin miếu trước cho mọi người, với mình có đi hỏi những người dân xung quanh ở đây á, thì người ta nói là cứ đến mang sọ ông Hổ ra, mình cứ quay phim chụp hình á, rồi đốt nhang xin phép, rồi mình cứ quay phim chụp hình xong mình để lại như cũ á. Thì đây là cái sọ ông Hổ thứ hai mình được biết. Cái sọ đầu tiên á mình đến á là ở trong đình Quế Sơn. Cái sọ này mình cảm nhận là cũng rất là nặng đó mọi người, chắc khoảng 2 kg, khoảng 2 kg mọi người. Chiếc sọ không mà. Mình để như vậy nè. Mình nhìn là mình đã tưởng tượng được ra là cái đầu của con hổ luôn á. Cái này là cái phần trên, còn cái phần dưới là chắc là không còn nữa. Ở đây là những cái đốt đốt răng nè. À, hai cái răng hai cái lỗ răng nanh nè mọi người. Bự hơn hai cái ngón tay của mình nữa. Bự hơn ngón tay cái luôn. Mình cứ tưởng tượng đi, cái nú răng ngày xưa của ông hổ nó to như thế này nè, thì cái vết cắn của nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Chiếc sọ to như vậy, nghe ông sổ nguyên hình nguyên dạng ngày xưa chứ còn khủng khiếp cỡ nào nữa. Nên người ta đem vô đây người ta thờ ông hổ là cũng mong ông chắc là phù hộ cho người ta đó. Thì tiếc là mình không có nhờ được những người người ta lớn tuổi trong làng á, người ta đến đây người ta giới thiệu thêm cho mình biết chiếc sọ ông hổ này. Người ta nói là mình cứ đến đây mình dở ra mình quay, dở mình quay xong rồi mình để lại bình thường. Này, đây là cái nơi nơi để con hổ nè cả nhà. Để trên một chiếc dĩa. Một chiếc dĩa có lót tấm vải màu đỏ. Mình thấy mình để lại ha. Còn ở đây là quả trứng. Quả trứng lúc nãy mình có quay cho mọi người xem rồi á. Quả trứng này chắc là dân xin số đề người ta lại người ta xin đó. Người ta xin số 24 xong tại vì người ta tự đánh luôn nè. Rồi, cho mọi người xem rõ hơn ha. Đây à. Thành phố 24 ông hổ nay cho con trúng. Không biết có từ bao giờ nữa. Thì những cái địa điểm tâm linh như thế này nè, thì nghĩ là dân xin số đề á, người ta đến người ta xin hơi nhiều, mình cũng xin mình để lại ha, mình để xong hổ lại chế cái quả trứng này mình để lại đây đi, của ai thì người đó nó lấy chứ cô không có lấy cho của người ta làm cái gì. Này, đây là nơi thờ của sọ ông hổ thì lúc nãy mình vừa lấy ra cho mọi người xem á. Còn phía sau là đình An Hiệp. Thì cũng xin giới thiệu một vòng đình An Hiệp cho mọi người xem luôn. Ở đây là ngôi đình đình làng. Hai bên thì có hai ngôi miếu thờ, một ngôi miếu thờ để sọ ông hổ. Ngôi miếu thờ bên đây thì để tượng Quan Âm. Hai bên thì có hai con miếu ha. Ngôi đình này mình nghĩ là cũng đã lâu lắm rồi, chắc cũng cách đây khoảng hơn 100 năm. Tại vì thông tin người dân cung cấp á, thì chiếc sọ ông hổ là đã trên 100 năm rồi.
thì ngôi đình này có, xong rồi mới đem sọ mổ vô thờ được hết mọi người. Thì bên đây là phía bên bên trong đình ha. Thì bên trong đình thì đóng cửa rồi, mình chỉ đi vòng khế ngoài cho mọi người tham quan một xíu thôi. Thôi như vậy mình cũng xin kết thúc video tại đây hen cả nhà. Thì vừa rồi mình đã tìm hiểu và mình quay lại một chiếc sọ ông hổ tại đình An Hiệp cho mọi người xem. Thì mọi người xem thì có ý kiến gì hay để lại bình luận bên dưới với mình ha. Thì mọi người có cần thông tin gì liên hệ với mình á, mình có để số điện thoại ở trên kênh á, thì có gì mọi người cứ liên hệ với mình ha. Xem hết video này mọi người hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để cho mình có thêm động lực để mình làm những video tiếp theo mọi người. Xin chào tạm biệt các mọi người.